Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản và là một chiếc xe siêu lướt quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Thưa với quý vị và các bạn, ở Toyota Vios thì nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản E, phiên bản G. Phiên bản G thì là phiên bản đầy đủ hết rồi. Phiên bản E thì có phiên bản E số sàn, E số tự động. Và nếu như là E số tự động vẫn là bản thiếu thôi. Còn ở phiên bản G là cái phiên bản đầy đủ hết đồ rồi. Ví dụ như xe được trang bị khóa thông minh, đề nổ start top, cruise control, ghế da, điều hòa tự động. Và đặc biệt là đèn bi đấy ạ. Nếu như chúng ta nhìn ở bên ngoài thì xe đã được trang bị cả đèn bi rồi, nguyên bản này, cảm biến trước này. Và thưa với quý vị bạn, đây là một chiếc xe ở cái form mới quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2020. Nhưng điều đặc biệt ở chiếc xe này là chiếc xe này mới lăn bánh được có 5.800 km thôi quý bạn nhé. Tại sao lại chạy ít như thế vậy? Chắc chắn rằng là rất là nhiều người không tin được là tại sao một chiếc xe 2020 mà chạy ít vậy. Là thưa với quý vị bạn thế này ạ. Chiếc xe này chúng tôi mua được của một chủ xe là anh ấy mua cho con trai anh đấy, để con trai anh sử dụng. Nhưng mà cậu con trai này lại không đi mấy, cho nên là chiếc xe này để nguyên ở trong nhà, không có sử dụng tí nào từ năm 2020 đến bây giờ. Và chiếc xe này mới lăn bánh có 5.800 km thôi. Đồng hồ là chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không tua. Và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn quý vị bạn nhé. Chiếc xe còn bảo hành dài tại hãng. Và với 5.800 km này thì chiếc xe này là còn nguyên bản hết, nguyên bản từ dàn lốp này, lốp nguyên bản này, lốp sơ cua chưa hạ quý bạn nhé, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là còn nguyên bản đến cả 100% sơn zin nguyên bản theo xe là còn đấy ạ. Sơn zin nguyên bản, chưa sơn lại một tí nào cả. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có đánh bóng, cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Để nguyên như vậy là tôi đem lên tôi quay tôi giới thiệu cho quý vị bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản G siêu lướt 5.800 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G siêu lướt 5.800 km này. Mời quý vị và các bạn.